Chào mừng các em đến kênh Hải Liêm cho mày dạng. Hôm nay thầy xin dạy các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 2 sách chương trời sáng tạo nhé. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài Em làm được những gì, trang 77 đến trang 80 nha. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Mình sẽ nói hình ảnh phù hợp với số nha. Giờ trước hết là mình sẽ quan sát hình này. Như ở đây là một khối lớn, này là 100. Đây là 10, 20, 30, 40. Như ở đây sẽ là 140. Giờ mình sẽ nói cái hình này với là số 140. Đúng không? Giờ mình sẽ nói lại nha. Giờ tiếp theo là hình B. Ở đây là 100. Đây là 1, 2, 3, 4, có nghĩa là 104 nha. Nhưng mà sẽ nói hình này với là số 104. Giờ tiếp theo hình này. Mỗi khối lớn này là 100. 100, 200, 300, 400, 410. Giờ mình sẽ nói hình này với là số 410. Được. Giờ mình sẽ nói lại nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 quyết số hành tổng các trăm chục đơn vị. Như vậy là câu A là 140. Thì 140 sẽ bằng 100 cộng 40. Được rồi. Giờ câu B 104. 104 thì sẽ bằng 100 cộng với 4 đơn vị. Được rồi. Giờ tiếp theo là câu C. 410, 410 sẽ bằng 400 cộng 10. Đúng rồi. Giờ câu D là 41. Thì số 1 hàng đơn vị, số 4 hàng chục, có nghĩa sẽ bằng 40 cộng 1 đơn vị. Đúng rồi. Mình thấy là 140 thì sẽ số 1 hàng trăm, số 4 hàng chục, có nghĩa bằng 100 cộng 40. Còn 104 thì số 4 hàng đơn vị, số 1 hàng trăm, có nghĩa 100 cộng 4 đơn vị. Còn câu C là 410, số 1 này sẽ là hàng chục, số 4 hàng trăm, có nghĩa là 400 cộng 10. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả chống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3 người ta kêu mình quyết các số từ 796 đến 805. Giờ thầy sẽ làm câu số 3 nha. Giờ các số từ 796 đến 805 này. Giờ 796 tiếp theo sẽ là 797, 798,
799 800 801 802 803 804 và cuối cùng là 805, đúng không? Thì các số sẽ tăng dần một đơn vị, đúng không? 796 cộng 1 là 797, 797 cộng 1 là 798, cộng 1 là 799, tương tự, đúng không? Như vậy là mình sẽ được lại 805. Như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm click video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo là câu số 4, quyết cách đọc số nha. Như vậy ở đây mình sẽ có một cái bảng. Cột thứ nhất là viết số, cột thứ hai thì mình sẽ ghi cách đọc số đó vậy. Trước hết là 815, 815 thì mình sẽ đọc là 815, đúng không? Giờ số tiếp theo là 601. 601 thì mình sẽ đọc là 601, đúng không? Giờ tiếp theo là 9 và 4 thì mình sẽ đọc là 90. 4 hoặc là đọc 94 cũng được nha. 94. Giờ tiếp theo là 721. Như vậy là số 1 hàng đơn vị, số 2 hàng chục, số 7 hàng trăm. Có nghĩa mà sẽ đọc là 721, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo là câu số 5. Câu số 5 mình sẽ viết số vào chỗ trống nha. Giờ như vậy ở đây người ta cho mình một tia số, số bắt đầu là 396 và tiếp theo sẽ là 397. Có nghĩa là từ trái qua phải sẽ tăng một đơn vị, đúng không? 397 mình sẽ cộng thêm 1 sẽ bằng bao nhiêu? 398, đúng không? Giờ 398 cộng 1 sẽ bằng bao nhiêu? 399. Giờ 399 cộng 1 sẽ bằng bao nhiêu? 400. 400 cộng 1 sẽ là 401. Cộng 1 nữa là 402. Cộng 1 nữa là 403. Cộng 1 nữa là 404. Đúng này. Như vậy là mình xong câu số 5 nha. Giờ câu số 5 có em nào có kết quả giống thầy, các
Các em có thể bấm hết video thì biết các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo là câu số 6. Câu số 6 mình sẽ điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc dưới bằng và chỗ 3 chấm nha. Giờ như vậy là ở đây mà 625 mình là 609. Mình thấy là cả hai số đều là số có 3 chữ số, mình so sánh từ trái qua phải. Có người mình so sánh hàng trăm, giờ tới hàng chục, giờ tới hàng đơn vị nha. Hàng trăm mình thấy là số 6 giống nhau. Hàng chục đây là số 2, bên đây là số 0. Rõ ràng là 2 sẽ lớn hơn 0. Như vậy có nghĩa là 625 sẽ lớn hơn 609. Chỗ này mình sẽ điền dấu lớn hơn. Giờ tiếp theo bên đây là 598, bên đây là 712. Cả hai số đều là số có 3 chữ số, mình so sánh từ trái qua phải. Mình so sánh hàng trăm trước. Bên đây là số 5, bên đây là số 7. Rõ ràng là 5 sẽ nhỏ hơn 7. Có nghĩa là 598 sẽ nhỏ hơn 712. Chỗ này mình sẽ điền dấu nhỏ hơn. Giờ tiếp theo sẽ là 816, bên đây là 810. Giờ mình cũng so sánh. Cả hai số đều là số có 3 chữ số, mình so sánh từ hàng trăm trước. Số 8 giống nhau. So sánh hàng chục, số 1 giống nhau. Hàng đơn vị số 6 bên đây là số 0. Rõ ràng là 6 sẽ lớn 0. Vì có nghĩa là 816 sẽ lớn hơn 810. Chỗ này mình sẽ điền dấu lớn hơn. Giờ tiếp theo bên đây 163, còn bên đây là 100 cộng 60 cộng 3. Thì mình thấy là 100 cộng 60 cộng 3 sẽ bao nhiêu? 100 cộng 60 cộng 3 sẽ bằng 163. Như chỗ này mình sẽ viết dấu bằng. Giờ tiếp theo bên đây là 163, bên đây là 10 cộng 6 cộng 3. Giờ mình sẽ tính nhẩm xem cái tổng này bao nhiêu nha. 10 cộng 6 thì bằng 70. 70 cộng 3 thì bằng 73. Đúng không? 73 thì mình thấy là chỉ là số có 2 chữ số thôi. Còn 163 sẽ là số có 3 chữ số. Thì số có nhiều chữ số hơn chắc chắn phải lớn hơn. Nên chỗ này mình sẽ điền dấu lớn hơn. 163 sẽ lớn hơn 73. Đúng không? Giờ tiếp theo ở đây là 163. Bên đây là 300 cộng 60 cộng 1. 300 cộng 60 cộng 1 bằng bao nhiêu? Là 361, đúng không? Bên đây là 100, còn bên đây là 300. Rõ ràng là 100 mấy chắc chắn phải nhỏ hơn 300 mấy. Như chỗ này mình sẽ điền dấu nhỏ hơn. Như vậy là mình xong câu số 6 nha. Giờ câu số 6 có em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 7. Câu số 7 người ta kêu mình tô màu nha. Con quạt có số lớn nhất thì mình sẽ tô màu đỏ. Con quạt có số bé nhất thì mình sẽ tô màu xanh. Hai con quạt còn lại, con quạt nào có số lớn hơn thì mình sẽ tô màu vàng. Con cuối cùng mình sẽ tô màu hồng. Giờ mình sẽ quan sát bốn con quạt có bốn số, đúng không? Con cá này có số là 529. Con số cá này có năm là 526. Cá này là 625 và cá này là 630. Bây giờ mình so sánh bốn số xem số nào lớn nhất, đúng không? Như vậy là mình so sánh hàng phần trăm trước nè. So sánh hàng trăm trước. 5, 5, 6, 6. Rõ ràng 6 mới lớn hơn 5. Như vậy là hai số này nhỏ hơn, mình bỏ ra. Mình so sánh hai số lớn trước nha. Giờ 625 với 630 thì mình thấy là hàng trăm giống nhau. Và bây giờ mình so sánh hàng
hàng chục. Bên đây là số 2, bên đây là số 3, rõ ràng 3 sẽ lớn hơn 2. Như vậy 630 sẽ lớn nhất. Như vậy câu cá này mình sẽ tâm vào đỏ nha. Được này. Bây giờ mình xem số nào bé nhất. Hai số này sẽ bé hơn hai số này. Mình so sánh hai số bé xem số nào bé nhất nha. Mình thấy là hàng phần trăm của hai số này bằng nhau. Mình so sánh hàng chục, số 2 bằng nhau. So sánh hàng đơn vị, số đây là 9, đây là 6, 6 sẽ nhỏ hơn 9. Như vậy số này bé nhất, nên cá này mình sẽ tô màu xanh. Còn là hai con, thì con này sẽ là nhỏ hơn con này, đúng không? Như vậy con này mình sẽ tô màu vàng, còn con này mình sẽ tô màu hồng, đúng không? Như vậy con này mình sẽ tô màu đỏ nhé, xanh, vàng, hồng. Giờ câu số 7 này các em sẽ tạm dừng video và các em tô màu. Sau đó đối chiếu kết quả của hãy xem có đúng hay không nhé. Giờ như vậy là thầy đã tô màu xong, cá này mình sẽ tô màu đỏ nha, cá này mình sẽ tô màu vàng, này màu xanh và màu hồng, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 7 nha. Giờ câu số 7 có em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm click video, thầy biết các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ quay tiếp câu số 8. Mở bể sẽ có 5 con cá, hỏi 7 bể có bao nhiêu con cá. Như vậy ở đây người ta nói là mỗi bể cá thì sẽ có 5 con cá bên trong. Hỏi 7 bể như vậy có bao nhiêu con cá, thì mình sẽ thực hiện phép nhân. Mình sẽ lấy 5 nhân 7 là ra kết quả, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 8 nha. Mình trả lời là 7 bể có số con cá này. Mình sẽ lấy 5 nhân 7. 5 nhân 7 thì bằng bao nhiêu? 5 nhân 7 thì bằng 35. 35, đúng rồi. Giờ con cá nha. Giờ đáp số là 35 con cá. Đúng. Như vậy là mình xong câu số 8 nha. Giờ câu số 8 các em là có kết quả giống thầy. Các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 9. Biểu đồ sau đây biểu thị số học sinh một lớp 2 lựa chọn vật nuôi mà các bạn yêu thích nhất. Như vậy là biểu thị sau đây sẽ biểu thị số học sinh lớp 2 lựa chọn vật nuôi các con vật yêu thích nhất. Vật nuôi yêu thích nhất của chúng em là gì? Như trước hết mình sẽ có các con vật là mèo, của chó, khỉ hoặc cám. Giờ mỗi một phân cụ mặt cười này mình sẽ ứng với một bạn thích nha. Mỗi khuôn mặt cười sẽ thể hiện một học sinh thích. Rồi mình sẽ đếm xem mèo có bao nhiêu bạn thích đây nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, như vậy 9. Có 9 bạn thích mèo, đúng nè. Giờ như vậy ở đây mình sẽ để là câu A là người ta kêu đếm có bao nhiêu bạn thích mèo thì mình để là số 9, đúng nè. Có 9 bạn thích mèo nha. Giờ bây giờ mình sẽ đếm xem có bao nhiêu bạn thích chó nha. Mình sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Có 12 bạn thích mèo, đúng không? Như chỗ này mình sẽ viết số 12 nha.
Giờ tiếp theo mình sẽ đếm xem có bao nhiêu bạn hết họ nha. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 bạn hết họ đúng không? Như chỗ này mình viết số 5 nha. Giờ mình sẽ đếm xem có bao nhiêu bạn hết kẻ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 bạn hết kẻ đúng không? Như chỗ này mình sẽ viết số 8 nha. Giờ bây giờ mình sẽ làm tiếp câu B và câu C nha. Câu B người ta hỏi là số học sinh hết mèo nhiều hơn số học sinh hết cá là bao nhiêu? Như là số học sinh hết mèo thì mình thấy là có 9 bạn. Còn số học sinh hết cá là sẽ có 8 bạn. Thì mình sẽ lấy 9 trừ 8 là ra kết quả thôi. Giờ hãy sẽ làm phía dưới nha. Mình sẽ trả lời câu B. Số học sinh hết mèo nhiều hơn số học sinh hết kẻ là giờ mình sẽ lấy 9 trừ 8 nha. 9 trừ 8 thì bằng bao nhiêu? 9 trừ 8 thì bằng 1. Như vậy kết quả là một học sinh. Như vậy có nghĩa là số học sinh hết mèo sẽ nhiều hơn số học sinh hết cá là một học sinh nha. Tiếp theo là câu C. Câu C thì người ta hỏi là vật nuôi nào có số học sinh hết nhiều nhất? Giờ mình thấy là đây là 9 nè, 12, 5, 8. Thì 12 là số lớn nhất trong bốn số. Và 12 có nghĩa là số học sinh thích chó. Vậy mình trả lời chó là vật nuôi có số học sinh thích nhiều nhất đúng không? Như mình trả lời là chó là vật nuôi có số học sinh thích nhiều nhất. Giờ như vậy là mình xong câu số 9 nha. Giờ câu số 9 của em là có kết quả giống thầy. Các em có thể bấm hết video thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu câu số 10 nha. Giờ câu số 10. Như vậy ở đây là số đầu tiên là 36 km cộng thêm 14 km sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy mình sẽ tính nhẩm nha. 36 cộng 14 thì bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhẩm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 6 cộng 4 là 10. Mình sẽ viết 0 nhớ 1. Hàng chục. 3 cộng 1 là 4 thêm 1 là 5. Như vậy kết quả là 50 km. Giờ 50 km này sẽ trừ 27 km thì còn bao nhiêu mà sẽ tính nhẩm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị không nhỏ hơn 7. Trừ không được mình sẽ lấy 10 trừ 7 được 3, viết 3. Nhớ 1. Giờ số 2 này thêm 1 nhớ là 3. 5 trừ 3 được 2, kết quả là 23 km. Được rồi. Như vậy là mình xong câu số 10 nhé. Giờ câu số 10 có em nào có kết quả giống thầy? Các em có thể bấm hết video không? Thầy biết là các em làm đúng nhé.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 11. Câu số 11 mình sẽ viết về hình dáng của đồ vật. Mình sẽ quan sát mẫu. Lon nước ngọt có dạng hình tròn. Đúng rồi. Giờ bây giờ mình sẽ làm tương tự nha. Giờ như vậy mình thấy quả bóng này sẽ có dạng hình gì? Thì mình thấy là quả bóng này sẽ có dạng khối cầu. Đúng rồi. Như mình trả lời nha. Quả bóng có dạng khối cầu. Giờ tiếp theo mình có quyển sổ. Quyển sổ thì sẽ có dạng là khối hộp chữ nhật, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ coi con xúc xắc. Con xúc xắc hay còn gọi người ta còn gọi là hộp xí ngầu, đúng không? Thì con xúc xắc này sẽ có dạng là khối lập phương, đúng không? Giờ như vậy ở đây mình sẽ để là xúc xắc có dạng khối lập phương. Giờ cuối cùng mình thấy là cái bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật sẽ có dạng khối trụ, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 11 nha. Giờ câu số 11 có em nào có kết quả giống thầy? Các em có thể bấm hết video hay biết các em làm đúng nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng dễ hiểu, bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và cả bạn bè học sớm nha, càng nhiều bạn xem càng vui. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì các em nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt kém nhé.